nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một trò chơi, đấy là trò chơi dân gian nha. Ngày xưa mình rất hay là chơi, nhưng mà lâu lắm rồi mình được chơi. Nhân tiện hôm nay mua cục đất cho con nên là mình làm lại cái trò chơi này. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một cục đất nha, tùy theo sở thích của các bạn. Đất to đất nhỏ tùy ý, nhưng nhớ làm sao những đất thì là đất sét, hoặc là chúng ta có thể mua được cái cục đất ở ngoài. Con lại đứng trước đi, đứng trước đi. Muốn khỏe đẹp tập thể thao. Con lại đứng trước đi, con đứng trước, con mẹ làm đi. Pháo nổ pháo lên cả làng liên tiếp, và mình sẽ và nó nổ, nhưng mà cục đất này nó không có nổ. Cục đất này nó không có nổ các bạn ơi. Chúng mình làm lại nha. Pháo nổ pháo lên cả làng liên tiếp, bùm bùm. Chào mọi người nào.